Hôm nay giới thiệu với các bạn một cái mẫu hàng mới. Mẫu hàng này có thể gọi nó giống như là một cái nhiếp nhiệt vậy á. Dùng để sàn tụ, sàn điện trở. Sau khi mình căn chỉnh, mình để cho nó hơi xéo xéo một cái góc xuống, chắc khoảng 25 độ. Để khi mình tiếp xúc xuống men nó dễ. Rồi mình siết chặt lại, kẹp đầu, kẹp kèm vô đây và siết chặt lại đầu. Nhưng mà do cái đầu này nó hai cái đầu tiếp xúc tròn, do đó mình sẽ vạt cho nó hơi dẹp dẹp để cho khi mình kẹp linh kiện khỏi bị rớt. Đây, một bộ của nó bao gồm những cái thành phần này đây. Về nguyên tắc thì mình không nên mài cái đầu mũi hàng này, tại vì đầu mũi hàng này nó mạ một cái chất bám chì, mình mài đi có thể nó bị giảm bớt. Nhưng mà do cái mũi hàng này mình cũng ít dùng, thỉnh thoảng mình mới dùng để mình sàn tụ rồi thôi. Cho đó mình sẽ mài nó đi một cái bề mặt bên trong này. Cái bề mặt bên trong này để cho nó phẳng một tí xíu để mình kẹp linh kiện nó tốt hơn. Nhiếp nhiệt nhé, gọi nó là nhiếp nhiệt cũng được, của hãng Yihua. Mình đã sàn linh kiện. Để mài cái này thì đầu tiên mình sau khi căn chỉnh xong, ok rồi, căn chỉnh xong rồi, mình sẽ canh hai cái đầu này cho nó bằng nhau, cái đầu phía trên cho nó bằng nhau đã. Mài cho hai cái đầu phía trên nó bằng nhau. Nếu như mà mình hàng linh kiện ở trên mạch TV, mạch điện tử lớn á, thì mình không có cần căn chỉnh lắm. Tại vì cái con tụ của nó rất là lớn, con điện trở rất là lớn. Nhưng mà khi mình làm lên mạch điện thoại đấy, linh kiện rất là bé, do đó mình phải hàng dẹp nó này tí xíu nữa mình mới đưa luồn lách vô những cái chỗ hẹp được. Nên mình cần mài nhẵn mặt bên trong một tí xíu. Và đặc biệt là cái này không nên dùng dẻ để lau mà nên dùng bùi nhùi nhé. Nên dùng bùi nhùi loại này nè, cắm vào đây làm sạch nhé. Chứ dùng dẻ, dùng mút để lau nó dễ bị đen mũi hàng lắm. Dùng bùi nhùi là tốt nhất. Giờ mình sẽ mài cái mặt bên trong nó cho nó nhẵn, khi mình kẹp bên kia nó khó bị rớt, và nó tạo cái mặt mũi hàng sẽ mỏng hơn, dễ đưa vào những chỗ nhỏ hơn. Thao tác này nhanh thôi, nhưng mà có điều là mình hướng dẫn, mình đã nói sơ qua nó hơi mất thời gian tí thôi. Anh em về phải tự căn chỉnh lại, chứ để nguyên thì nó còn hạn chế. Ví dụ như cái mũi hàng nó lớn nó cũng khó thao tác. Sau khi mình căn chỉnh xong thì mình sẽ test thử luôn. Xong thì mình có thể mình dùng nhíp mình vuốt nó lại. Nhất là sàn những con tụ mà gần những con linh kiện dễ bị xì, gần A, gần xì A hay gần ổ cứng, rồi những con tụ đó rất là quan trọng. Khò cái là xì là ăn mắm luôn. Rồi. Cái cũng hơi khó nhìn qua đây thì rất là mảnh này. Mình sẽ chụp hình cái hình này lại cho anh em xem sau nhé. Giờ mình sẽ chuyển qua video khác. Ok, bây giờ mình sẽ dùng cái chính cái hai cái mũi hàng riêng của máy á, mình sẽ lấy những cái con tụ ở trên cái men ra. Và nếu như mà mình dùng cái mũi mà mũi của Sunshine á, mình vác lại tí xíu, mình có thể lấy những con tụ có thể nhỏ hơn nữa, tại vì cái mũi Sunshine nó cũng đắt, 70.000 một cái, mà hai cái mà 140 mà mình gắn vô thì cái giá thành nó lên, do đó mình sẽ không gắn vô. Anh em có nhu cầu thì mua thêm về nhà tự gắn vô, còn không thì dùng cái mũi zin này cũng được. Mũi zin này á, để cho nó sáng thì sau khi mà anh em làm lại tí xíu rồi thì mình xi chì nó và mình cắm vào cái bùi nhùi để cho nó sáng lên.
là nó bắt chì được, chứ không bắt chì không làm được. Nếu như mà mình kẹp vô, đầu tiên thì mình cho tí nhựa thông vô rồi mình kẹp vô. Nếu như mà nó khó, nhiệt độ thì để hơn 400. Nếu như nó khó gấp lên á thì anh em sẽ châm hai đầu của con tụ thêm một tí chì nữa để cho cái nó tăng cái phần tiếp xúc lên để nhiệt nó được xuống con tụ, còn không á thì khỏi. Đó, gấp lên rất là dễ dàng. Rồi gấp lên đó mình sẽ dùng cái nhíp mình chặn cái tụ lại. Bỏ tụ ra. Rồi, mình sẽ gấp con tụ thứ hai. Những con tụ nào khó lên anh em nhớ châm chì vô hai đầu con tụ, nó sẽ dễ lên hơn. Còn đó, con tụ thứ hai rất là dễ dàng. Cái nhíp này thì anh em, cái nhíp nhiệt này anh em về cân chỉnh lại nhé. Cái phần cân chỉnh này không thể nào hỗ trợ qua TeamView rồi được như những phần mềm được. Cái này phải tự mình cân chỉnh thôi. Cân chỉnh thì cũng dễ, như giống như đoạn đầu của video đấy. Chỉ cần chỉnh cho nó đúng, quét cho nó nhọn là bắt đầu kẹp. Thao tác rất là dễ dàng đây. Gỡ những con tụ nhỏ rất là đơn giản. Đó, rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ đóng con tụ này vào lại nha. Cái thao tác đóng này cũng như gỡ thôi, nó ngược lại tí xíu thôi. Giờ đầu tiên là mình gấp cái con tụ cần đóng vào lại. Hoặc nếu mà sàn men thì mình gấp từ bên kia, mình gỡ ra rồi thì mình chỉ việc gấp từ bên men này thả vào bên kia thôi. Gấp con tụ lên và đặt vào vị trí cần đặt. Và sau đó mình dùng một cái nhíp để mình giữ lại và châm nhiệt hai đầu để cho con tụ nó lỏng ra, lỏng chân ra. Vậy là xong.